Rồi, bếp thành công đấy từ Imo rồi, gồng lá chắn Duran, Galio mất hết rồi đấy. Amumu cũng lao vào luôn, ép dọn nhảy tên lửa. Levi thả diều ngược lại. Rồi Amumu lao vào luôn là kích hoạt bóng cộng sinh, có tiêu truy kích và cơn 10 Katia đơn mục tiêu. Rất đơn giản, gần như là solo kill dành cho Levi. Lỗi anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama và cùng mình tìm hiểu với những giao án trước thềm chung kết thế giới năm 2024 mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với hai thành viên của Gam Esports là Levi và Imo. Thì để xem là cặp đôi rừng và đứng giữa của Gam Esports Merp Rank ở máy chủ châu Âu ra sao nhá. Một con Kai'Sa đi rừng trong tay của Levi. Rồi. Sẵn sàng tấn công với Kai'Sa, mất tốc biến luôn ở cấp 1 rồi. Con Kai'Sa sẵn sàng tấn công và đang muốn bait rồi, tiếp tục bait rồi. Mất tốc biến vẫn bait. Rồi, 3 đánh 3 luôn khi Olaf cùng với lại Imo có tình huống tạt cánh và sát thương là rất nhiều. Có tốc biến hay không? Hai tốc biến luôn. Và mạng chiến công đầu dành cho Imo, tiếp tục là án tử thành công và đó là mạng cộng thêm dành cho Levi. Hai thành viên của Gam mỗi người chia nhau cho mình một mạng ở trong cái tình huống xử lý cấp 1 vừa rồi. Hợp lý rồi, hợp lý rồi, cái gì đấy? Chân làm nhảy đấy Imo. Con tướng cũng gây khá là nhiều nỗi ác mộng dành cho các fan của Gam Esports nói riêng và các fan Liên Minh Điện Thoại Việt Nam nói chung. Món Kai'Sa đi rừng này là bắt đầu thấy tin tín rồi đấy. Thực ra thì Kai'Sa cũng đã có một cái khoảng thời gian trước cũng được phổ biến ở trong vai trò đi rừng, nhưng mà nó là đánh rank thôi nha anh em nhá. Còn con này vào giải mà để gọi là Kai'Sa đi rừng thì nó đây là kiểu sum up ác rồi đấy, tức là chênh lệch trình độ lắm ấy thì Levi mới sử dụng cho mình Kai'Sa. Thì để xem là với một con Kai'Sa đi rừng thì cái khả năng smurf rank của Levi nó sẽ khủng khiếp đến như thế nào anh em nhá. Con này thì đoạn đầu farm rất là khổ, phải hit and run và kích vào một cộng sinh càng nhanh càng tốt. Và con Kai'Sa đi rừng thì bạn sẽ lên càng nhiều tốc độ đánh càng tốt anh em ạ. Dọn rừng nhanh với việc kích hoạt bộ cộng sinh liên tục và nâng cấp sớm cho mình cái tích tụ năng lượng á. Vẫn sẽ là nâng cấp QE thôi đến từ Levi. Có thể đồ đầu tiên vẫn là giao điện để tăng khả năng đi rừng, rồi thì hướng tới cuồng đao đó để nâng cấp hai chiêu, rồi Jin đứng dưới có pha đồ kill hạ gục Veiga cộng Thresh. Bởi vì rừng và mid đã rất là nhiều AD rồi. Thế là xuất hiện con Veiga được dưới anh em ạ. Veiga vừa bị ăn đồ kill. Levi thì đoạn đầu phải farm rất là khổ thôi. Tốc độ farm rừng của Kai'Sa đoạn đầu thì nó cũng không quá nhanh, nhưng mà đủ chiêu là con Kai'Sa này cũng farm khá là tín á. Cơn mưa Ikathia rồi, vừa nói dứt khỏi mồm xong thì Veiga tiếp tục có một pha. Lần này thì là đồ kill ngược lại so với lại bộ đôi của đối phương, mất lá chắn thiêu đốt. Bên này thì đầu tư dịch chuyển và thiêu đốt luôn đến từ Thresh và Veiga. Bot có vẻ như là rất nóng, còn đứng giữa thì vẫn đang là áp lực liên tục đến từ Imo với con Tristana này. Một con Tristana bước chân thần tốc để đối đầu với lại Galio bên phía bên kia. Một kèo đối đầu mà chắc chắn là Galio sẽ rất khổ ở đoạn đầu. Không lấy cái gì ra chống lại con Tristana này được cả. CC thì nó có dậm nhảy tên lửa rút lui. Còn đẩy đường thì cũng không lại với nội tại của bóng thúc súng. Rồi kick dư chấn tình huống ông lá chắn Duran nhưng nhảy đi thôi. Đó. Tốc biến thiên đình kiếm vào cho sát thương của Imo là rất nhiều. Nhảy thêm lần nữa, đánh tay thêm một hit nữa, đổi mạng đối phương này. Và đổi mạng thành công đến từ Imo. Còn Kai'Sa của Levi thì vẫn đang rất là thoải mái với 6 bãi rừng. Tốc độ dọn rừng là cũng xem Amumu bên kia. Không có quá nhiều chênh lệch. Với việc cái kèo rừng này để con Kai'Sa nó farm free như thế này thì đây là một cái mối hiểm họa tiềm tàng nha anh em nhé. Xuống bot với tình huống ganh. 3 đánh 2, quang lồng đèn, nhấn được lồng đèn không đấy, không nhấn được lồng đèn đấy từ Veiga rồi. Nó nằm xuống luôn, Levi không xuống nữa. Ở đây sẽ là một pha back về sau khi thấy đối phương là ăn cua dưới và có được một mạng ở cánh dưới rồi. Như mình đã đề cập thì con đây là sẽ là một con Kai'Sa hướng lên giao điện trước. Giao điện trước sau đó mới là cuồng đao để nâng cấp 2 chiêu. Tìm uống ganh hay không hay sẽ là mid quen thuộc của Imo. Rồi, bếp thành công đấy từ Imo rồi, gồng lá chắn Duran, Galio mất hết rồi đấy. Amumu cũng lao vào luôn, ép dọn nhảy tên lửa. Levi thả diều ngược lại. Rồi Amumu lao vào luôn là kích hoạt bóng cộng sinh, có tiêu truy kích và cơn 10 Katia đơn mục tiêu. Rất đơn giản, gần như là solo kill dành cho Levi. Trừng phạt luôn con xe to, con cắt phê. Cắt phế luôn mà. Ra đứng giữa giải tỏa áp lực nhịp cho thằng em mà cắt phế ác thế, ăn luôn xe to và thằng em bớm mạng cho. Ở kia dậm nhảy tên lửa và những tia truy kích. Đã ăn xe to rồi lại còn KS mạng.
Một pha tiêu chi kích để lấy mạng đối phương, tiếp tục ở lại rừng. Ôi ôi, quy trừng phạt thành công, đánh thông đồ rút lui. Này người ta gọi là ao chỉnh anh em ạ. Liên tục là những cái tình huống phải gọi là như thế nào ta? Liên hoàn kế đến từ Levi. Từ ra đứng giữa trừng phạt, xong rồi tưởng là mới một xe to cho anh em, xong rồi ăn trắng, gọi là trắng trợn luôn cho đến cái tình huống KS với tiêu chi kích. Xong đi vào rừng cướp rừng của Amumu, đánh cái thông nổ để phá con Amumu không cho nó đuổi theo nữa. Là liên hoàn kế của Levi. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn thắc mắc là Kai'Sa thì đánh rank thôi, đánh giải làm gì đúng không? Nhưng mà trước thèm chung cái thế giới chúng ta hãy tìm cái thứ gì đó nó vui vẻ giải trí một chút. Và không còn gì tuyệt vời hơn nhưng mà chúng ta thấy Levi, em bánh khéo của chúng ta có một tình huống mà liên hoàn kế và đang rất là vui vẻ chiêu chiêu trước thèm chung cái thế giới năm 2024. Rồi, 3 sâu dành cho món Kai'Sa. Tiếp tục đi vào rừng cướp khi mà thấy Amumu ở cánh dưới rồi. Cướp bùa đỏ này. Tốc độ farm rừng bắt đầu được tăng rồi đấy. Lát nữa thôi thì khi mà nâng cấp xong cái cơn mưa Katia này, cái tốc độ farm của Levi với những cái bãi quái đơn mục tiêu sẽ là rất nhanh. Thực ra là cả đa mục tiêu nữa. Rồi, bùa đỏ xong. Tiếp tục là cướp người đá luôn. Ba bãi cánh trên, Amumu cướp ngược lại với bùa đỏ cũng như là người đá. Tốc độ farm nhanh. À, giai đoạn sau thì sát thương của Kai'Sa thì khỏi bàn, đủ cơ động cũng có luôn. Và đoạn đầu thì khởi đầu nó rất là tuyệt vời rồi, 3-0-1 đến từ vị trí của Levi. Và đây có thể sẽ làm phá đứng rình để lấy máu, ít nhất là lấy máu. Lấy máu của con quen này, nhà xương lam luôn rồi à, đai trụ không? Olaf vào đai trụ không? Chắc chắn là đai rồi, làm gì có chuyện bỏ trong pha này. Không có chiêu cuối nha, không chiêu đối, không chiêu cuối, không thiêu đốt, không dịch chuyển, không gì cả đến từ quen. Thì quyết định của Levi là lui bởi vì chưa hoàn thành xong đồ. Nhưng con Galio không nhiều máu lắm, di chuyển lên cánh trên, bản năng sát thủ tốc biến đi đến từ vị trí của Galio, vẫn nằm xuống với mạng dành cho Imo. Đại Bắc đẩy lùi không cứu được anh Levi rồi, nhưng mà không sao cả, Olaf vét nốt được mạng lần này thì Imo không cứu được Levi với điểm shutdown. Nhưng vẫn là điểm hạ gục dành cho đường giữa của Gam Esports với mạng thứ 3 dành cho Imo vào thi đấu này. Kai'Sa xong giao điện, sắp sửa nâng cấp xong quy luôn. Đồ 2 sẽ là cuồng đao Wiso. Nào thả diều Galio không dính khiêu khích đến từ Levi. Vừa dính khiêu khích là Imo. Trên đỉnh kiếm vào Imo à, dẫm nhảy tên lửa chơi luôn, nó dồn sát thương luôn đến từ Imo, nhảy thêm lần nữa sau khi hồi lại vào nội tại của bóng thúc súng. Có luôn cho mình lại bắt đẩy lùi. Và lát hit thành công đến từ Levi. Dính thái dương hạ sàn rồi nhưng Imo vẫn đang bắn cháy. Và đây là hai xạ thủ bắn vào thì Leona không thở được. Và cả con Galio này nữa với cú double kill dành cho vị trí của Levi. Cặp đôi rừng mid của Gam Esports vừa có một pha PK gần như là 2-3 ở khu vực đứng giữa. Và họ có tổng cộng 3 mạng của đối thủ, cộng thêm một cái trụ một toàn bản đồ dành cho con Tristana này. Áo chỉnh quá anh em ơi. Thì PK 2-3 mà múa ác ạ. Ăn được trụ cũng đấy. Tích tụ năng lượng nữa, hạ nâng cấp 2 chiêu luôn rồi. Bên này thì Amumu đi đâu đây? Ăn xong dầu không chạy được không đây? Có tốc biến đi đến từ Amumu. Lao theo bản năng sát thủ đến từ Kai'Sa của Levi, có lồng đen luôn. Hạ gục thành công Amumu, sau đó bắn tiếp vào con Zin này. Double kill có dành cho Levi hay không? Đây sát thương chưa đủ một chấm máu. 10 giây mới hồi lại tiêu chí kích cơ. Và có vẻ như là tình huống rút lui được đến từ Zin đúng một chấm ạ. Có cái lồng đen nhưng quyết định của Levi là đứng lại PK luôn. Lượng sát thương người ta tính toán là đủ. Olaf có thông một mạnh hai trụ đứng trên rồi. Thắng thế cả gần như là cả ba mặt trận với một khả năng chơi pressing gần như là toàn bản đồ đến từ Levi với Kai'Sa. 7 mạng hạ gục và lăn bấm bê về nhà này thì hình như là đã đủ tiền mua cuồng đao rồi. Farm tiếp 2 bãi nữa. Vẫn chưa về luôn à. Nhấn lồng đèn nào, án tử thành công. Tạm biệt Leona. Không tốc biến không gì cả. Làm gì làm choáng thì gọi là chối chết thôi. Câu thêm tí thời gian này đồng đội rút lui về. Gwen và Galio là những người rút lui về, trong đó Imo là chết lần thứ 3 rồi. Happy game của Imo. Còn với Levi thì là trai hát game. Đánh trai ra, tránh Kai'Sa nhưng lại trai hát. Nhường cho cái ông đánh Tristana thì lại chôn. Xem cái tình huống ăn trụ 1 là chôn ác luôn đấy chứ anh em. Bán đấu chiêu chiêu của Levi cùng với lại Imo. Nét vé không trốn, nhấn lồng đèn rút lui, án tử thành công, quay lại bắn ngược trở lại luôn, bắn là rất rát.
Có bản năng sát thủ hay không đây? Chiêu lại bản năng sát thủ rút lui về với tích tụ năng lượng thôi. Đáng gì cái thiêu đốt anh em ạ, hết máu rồi. Án tử thành công. Một quy đủ đam luôn với pha double kill dành cho vị trí của Vega. Nhưng dính giải băng rồi, lần này thì có lồng đèn có quăng ra, cắm mắt không kịp luôn và nhấn kịp lồng đèn để rút lui về. Được chưa nào, Imo nhảy quá. Mỗi lần Imo nhảy tôi lại thấy ký ức lại ùa về nhỉ anh em nhỉ. Thôi trước thèm chung kết thế giới không dí thằng em nhá. Em Vinh với đường lính siêu cấp thứ hai ở khu vực đứng trên. Đừng có nhảy là được, còn việc đừng có nhảy leo lên đây nhá. Là thi thế à, rồi ăn con xe to mà. Có đi farm mà Imo. Vẫn đang cố gắng dướn nhà lính. Một đống công lý lao lên, một khiêu khích vào Thái Dương hạ san nhảy về được đến từ Imo nhưng không có tốc biến. Đại Bắc này lùi đầy Liona ra thức vẫn dính thiết đỉnh kiếm và tạm biệt Imo. Đó rồi, đừng có chơi dại rồi. Hơi tự tin thái quá rồi, Imo nằm xuống lần thứ tư. Nhưng mà Kai'Sa của Levi thì đục xong luôn. Gần như là ba cửa Mega rồi, double kill dành cho Amumu với điểm shutdown. Có một pha siêu răng thế đáp xuống, quyết định của Levi là rút lui. Xong luôn sứ giả rồi. Tiêu chiến kích vào rồi, cướp luôn con chim to. Khó chịu ác luôn, là Mumu bay vào. Thái Dương hạ san vào nhưng Levi có chiêu cuối, thậm chí là có lưỡi hai xoay không dùng bản năng sát thủ qua phía bên kia bờ tường nhưng tầm bắn là không đủ. Quyết định là bắn vào Galio luôn, ăn cú đấm công lý nhưng sát thương Galio cũng là không đủ luôn. Bắn quay lại là rất rát đến từ Levi và chắc chắn là con Galio này đi rồi, mạng sẽ có dành cho Olaf. Tiêu chiến kích, nó trúng. Và đó là mạng thứ 10 dành cho Kai'Sa của Levi ở ván thi đấu này. FF thôi nhỉ. 17 phút chắc là không cần phải FF đâu, đối phương sẽ đẩy thẳng vào với con sứ giả này để end game. Tristana của Imo phá nhà với 6 sâu hư không cộng sứ giả. Đây là cú hút của sứ giả để kết liễu ván đấu. Cơ định của Olaf là lái một vòng. Rồi, màn smurf rank đến từ Levi và Imo trước thềm chung kết thế giới 2024 khai mạc vào ngày mai.